White Day, A Labyrinth Named School là tựa game kinh dị lấy bối cảnh học đường do studio Sonori của Hàn Quốc phát triển. Trò chơi nhận được nhiều sự đánh giá tích cực khi ra mắt vào năm 2017. Tiếp nối thành công của phần đầu tiên, phần 2 mang tên Swan Song được nhà sản xuất thông báo sẽ ra mắt vào năm 2018. Tuy nhiên, dự án đã bị hủy bỏ vào năm 2021 vì lý do không rõ ràng. Không lâu sau thông báo đó, White Day 2 The Flower That Tell Lies được công bố là phần tiếp theo chính thức của A Labyrinth Named School, nhưng studio phát triển đổi thành Root and Studio. Vào ngày 16 tháng 2, chương đầu tiên của trò chơi đã chính thức mở bán trên Steam. Nhưng thay vì những đánh giá tích cực như phần đầu tiên, White Day 2 đã phải hứng chịu rất nhiều gạch đá từ cộng đồng game thủ. Chuyện gì đã xảy ra với White Day 2? Phần tiếp theo của một game kinh dị xuất sắc tại sao lại bị chỉ trích nhiều như vậy? Hãy cùng Mọt tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha! White Day 2 The Flower That Tells Lies bao gồm 3 câu chuyện riêng biệt với 3 nhân vật chính khác nhau. Chương 1 mở đầu bằng cảnh flashback ghi một nữ sinh phóng hỏa phòng học nữ công nhà chánh khi bạn mình vẫn bị mắc kẹt bên trong. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì khung cảnh lại chuyển sang hai nhân vật chính của chương 1 là cậu sinh viên Sun Tae hiện đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi và cô bạn thân Chung Soo Jin. Soo Jin rủ Sun Tae đến trường trung học phổ thông Yeondu để tìm hiểu về vụ phóng hỏa vừa xảy ra ở trường vào đêm hôm qua. Tuy nhiên, hai cô cậu bị cảnh sát phát hiện nên phải lẩn trốn để tránh bị bắt. Trong quá trình bỏ trốn, cả hai bị tách ra và từ đây câu chuyện sẽ diễn ra dưới góc nhìn của Sun Tae để khám phá câu chuyện về ngôi trường Yeondu. Trong lúc di chuyển, Sun Tae thấy bóng ma cô gái mặc hanbok và biết có một nữ sinh qua đời trong vụ hỏa hoạn vào đêm qua. Thật trùng hợp khi cách đây 3 năm, tức năm 2001, trường Yeondu cũng đã từng xảy ra một tai nạn tương tự. Trong lúc tìm cách thoát ra khỏi nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, Sun Tae bị hồn ma cô gái đang bốc cháy tấn công, buộc anh phải vất vả lẩn trốn. Sau khi ra khỏi nơi đó, Sun Tae gặp lại Soo Jin. Khi Sun Tae hỏi cô đã đi đâu, Soo Jin nói mình đi theo tiếng gọi của cô bạn Nayeon, người đã mất cách đây 2 năm. Soo Jin nghi ngờ hồn ma của Nayeon đang muốn nhắn nhủ cho cô điều gì đó có liên quan đến việc cô bạn thân Sun A của Nayeon qua đời. Soo Jin muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, nhưng Sun Tae lại tỏ ra e ngại. Cuối cùng cô quyết định tự điều tra, để Sun Tae lại một mình. Có lẽ vì lo cho Soo Jin nên thay vì tìm đường ra ngoài, Sun Tae lại tiếp tục điều tra và tìm được mảnh giấy kỳ lạ kể câu chuyện về hai nữ sinh là A và B. Cả hai có xích mích, B vì muốn làm lành đã hẹn A ở phòng học nữ công nhà chánh, nhưng A đã không đến. Sau đó căn phòng bốc cháy làm B bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn. Mọi người khi biết câu chuyện đều cho rằng A là hung thủ của vụ án dù không có bất kỳ bằng chứng nào. Trước những tin đồn thất thiệt đó, A không chịu nổi áp lực nên đã tự giải thoát cho mình. Từ đó, người ta thường thấy hồn ma của A lãng vãng quanh trường vào ban đêm. Sun Tae không hiểu ý nghĩa của câu chuyện đó cho lắm nên bỏ qua và di chuyển lên tầng 4. Tại đây, cậu bị một người phụ nữ giống khẩu liền nữ truy đuổi và phải khá vất vả mới thoát được. Sun Tae sau đó lại chạm mặt cô bạn Kang Seo Yeon cũng tình cờ đến trường vì lý do cá nhân. Khi biết cậu đến đây cùng Soo Jin, cô ta cảnh báo rằng Sun Tae nên cẩn thận vì lúc trước có tin đồn Soo Jin chính là người liên quan trực tiếp đến cái chết của Sun A. Khi tìm kiếm Soo Jin trong trường, Sun Tae tiếp tục bị truy đuổi bởi viên cảnh sát, nhưng may mắn được Soo Jin kịp thời xuất hiện giải cứu. Do Sun Tae đã bị thương trong quá trình bỏ trốn nên Soo Jin bảo cậu hãy ở lại trong phòng y tế nghỉ ngơi, còn mình sẽ đến lớp của cô giáo Kim Ji Won dạy ngoại ngữ để điều tra thêm. Sun Tae ngồi được một lúc thì không yên tâm về cô bạn nên quyết định đi theo. Nhưng Soo Jin đã đi đâu mất? Ngoài cửa chỉ có một cô gái tên là Joy Eun-joo đang tìm kiếm Kang Seo-yeon. Khi thấy Sun Tae, Eun-joo cũng cảnh báo anh phải cẩn thận Soo Jin. Chính mắt cô đã nhìn thấy Soo Jin ra tay sát hại Sun A. Sau đó Eun-joo cũng bỏ đi. Những lời buộc tội của Seo-yeon và Eun-joo bắt đầu làm Sun Tae hoài nghi Soo Jin. Đúng lúc này, cô bất ngờ xuất hiện từ căn phòng phát thanh đối diện và kéo cô bạn vào đó. Cô nói mình đã tìm thấy một cuộn băng trong lớp ngoại ngữ và yêu cầu Sun Tae nghe cùng mình. Nội dung trong cuộn băng là những lời trăn trối cuối cùng của nữ sinh Sun A khi ngọn lửa đang dần nuốt chửng phòng học nữ công và tránh. Cuối đoạn băng, Sun A có nhắc đến việc Soo Jin đã khóa cửa, rồi đứng nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng cô. Soo Jin nghe đến đây thì vội vàng giải thích đó không phải là cô, nhưng Sun Tae tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ. Tuy nhiên do hiệu trưởng xuất hiện và muốn lấy lại cuộn băng ghi âm nên cả hai buộc phải cùng nhau bỏ trốn. Khi đã an toàn, Soo Jin nói sẽ quay lại tìm bằng chứng minh oan cho bản thân. Nếu Sun Tae không tin cô thì cứ về trước. Sun Tae nhìn Soo Jin dần đi xa
nhưng sau đó anh cảm thấy lo lắng cho cô nên quyết định đi theo. Lúc này giọng của anh Chu bỗng nhiên vang lên, nói Su Tae không nên đi theo Su Jin mà hãy đến chỗ của cô. Còn tên cảnh sát cũng đột nhiên xuất hiện khiến Su Tae phải bỏ chạy xuống tầng hầm của trường. Nơi này giống như khu chứa bệnh bí mật với chiếc giường bỏ trống và những chiếc xe lăn nằm ngổn ngang khắp nơi. Su Tae sau đó tìm thấy tờ thông báo cho biết đây là khu cách ly và bị một ông lão đồ tể truy đuổi. Trong lúc chạy trốn, cậu phát hiện các nhân viên tại khu cách ly này đang âm thầm dùng máu của học sinh nuôi dưỡng một loại thực vật thần thánh. Nó có tác dụng giúp cho linh hồn của kẻ điều hành nơi này trở nên bất tử. Su Tae tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện lối thoát khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì cậu nghe thấy tiếng Su Jin cầu cứu. Su Tae chạy theo tiếng kêu cứu của Su Jin và thành công thoát khỏi trường. Nhưng lúc này Eun-ju lại đột nhiên xuất hiện. Trước biểu cảm kỳ quái của cô ta, Su Tae cho rằng Su Jin đang gặp nạn trong trường nên vội vàng quay trở lại. Còn Eun-ju thì cười như điên và chương 1 kết thúc tại đây. Giờ thì tới lúc phân tích cốt truyện rồi. Theo thông báo của nhà sản xuất thì Why They Hide The Flower That Tells Lies sẽ có tất cả 3 chương. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chỉ mới ra mắt chương 1 nên những gì tôi nói tiếp theo chỉ dựa trên chương đầu tiên này thôi nha. Dựa vào những manh mối trong trò chơi, ta có thể đoán rằng vào năm 2001, nữ sinh Sung A đã toi mạng trong vụ hỏa hoạn. Bạn thân của cô là Na Yeon bị đổ oan, sau đó không chịu nổi áp lực cuộc sống nên cũng tìm cách đi theo bạn mình. Sau đó mọi nghi ngờ lại đổ dồn lên Su Jin, bạn thân của Na Yeon. Nhưng thông qua trò chơi có thể thấy Su Jin là một cô gái mạnh mẽ. Vì vậy mặc kệ miệng đời đàm tiếu, cô vẫn kiên cường sống tiếp và thuận lợi tốt nghiệp. Thời điểm của trò chơi diễn ra vào 3 năm sau, khi đó trường Yeondu tiếp tục xảy ra câu chuyện nữ sinh qua đời vì hỏa hoạn. Nghe được tin tức đó nên Su Jin đã rủ bạn mình và Sung Tae vào trường để tìm hiểu thực hư, đồng thời tìm cơ hội làm rõ những gì đã xảy ra với Na Yeon và Sung A vào năm 2001. Sau đó hai người vô tình bị cuốn vào những câu chuyện tâm linh trong trường Yeondu. Dựa vào những chi tiết trong trò chơi, nhiều game thủ đã khẳng định câu chuyện trong Why They Hide The Flower That Tells Lies xảy ra một ngày sau những diễn biến chính trong Why They Are Labyrinth Name School. Tôi sẽ không bàn trước quá nhiều về cốt truyện vì phần game hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Nhưng xét về lối chơi và những trải nghiệm hù dọa trong game thì tôi thấy nó khá tốt. Có điều Why They Hide đang cố nhồi nhét khá nhiều những truyền thuyết đô thị hoặc những câu chuyện mà không liên quan khiến mạch truyện chính của trò chơi bị pha loãng. Ví dụ câu chuyện về khẩu liệt nữ Kuchisake Onna hay câu chuyện dùng máu tưới cây thánh ở dưới tầng hầm làm tôi nghĩ ngay đến bộ phim kinh dị Lời Nguyền Huyết Ngải của Việt Nam. Nếu bạn thắc mắc sao ở Hàn lại có Kuchisake Onna, thực ra Hàn Quốc cũng có truyền thuyết đô thị khẩu trang đỏ tương tự khẩu liệt nữ của Nhật. Nhưng ma nữ miệng rách của Hàn thường được đồn là do phẫu thuật thẩm mỹ thất bại chứ không phải là bị người chồng ghen tuông làm hại như của Nhật. Ngoài ra, cốt truyện của Why They Hide theo tôi đánh giá là khá rời rạc và khó theo dõi, bởi vì mọi chuyện cứ diễn ra chẳng theo một logic nào cả, các tình tiết không liên kết với nhau, chưa kể câu chuyện nhỏ khác cứ đột nhiên chen vào làm mọi thứ nó cứ bị lộn xộn kiểu gì á. Tôi vẫn cứ thắc mắc không phải ban đầu cảnh sát đuổi theo là vì bọn tôi lẻn vào trường à? Thế tại sao nhân vật của tôi lại bị anh cảnh sát tấn công tới mức game over nhờ? Chẳng lẽ do khi đó cảnh sát bị ma nhập rồi? Và còn nhiều thứ khác khiến Why Day 2 bị đánh giá rất thấp trên Steam. Đầu tiên, dù máy tên gọi là Why Day, nhưng trò chơi lại không có bất kỳ liên hệ gì hay gợi ý gì đến phần 1. Nếu bối cảnh của Why Day đưa nhân vật của chúng ta đến ngôi trường vì chuẩn bị tặng kẹo sô-cô-la vào ngày Valentine trắng, thì trong Why Day 2, các sự kiện chỉ trùng hợp xảy ra vào đúng ngày 14 tháng 3, chứ không có bất kỳ nghĩa nào ẩn giấu đằng sau cái tên của nó. Có lẽ ngoài trừ một vài khung cảnh hơi quen mắt, thì Why Day 2 gần như là tách biệt với bản gốc, nên nhiều game thủ cho rằng trò chơi của Root End Studio đang cố ăn mày quá khứ từ thành công của Sonori. Thứ hai, nhiều game thủ cho rằng cách nhà phát hành thiết kế màn chơi hơi bị rối, hay phải nói là quá sức cồng kềnh. Rõ ràng là những màn chơi trong Why Day 2 được tạo ra một cách rối não đến khó chịu. Đại loại như chìa khóa phòng A được giấu ở phòng B nhưng muốn vào phòng B thì lại phải mở ổ khóa có mật mã được giấu đâu đó trong phòng C. Người thích hát não thì không sao nha, người đã sợ ma chơi game còn gặp cảnh này nữa thì chỉ có Rage Quit. Thứ ba, checkpoint của Why Day 2 quả thật là một thảm họa vì bạn không thể chủ động lưu trò chơi ở thời điểm mình mong muốn mà chỉ có thể lưu game sau khi nhân vật game over. Theo nhà sản xuất thì game có nhiều kết thúc khác nhau, nhưng nếu muốn mở đủ các kết thúc thì phải chơi lại từ đầu vì không có checkpoint. Đây thực sự là thảm họa với những người chơi game vì cốt truyện. Thứ tư, rất nhiều fan than phiền rằng con AI điều khiển nhân vật cảnh sát quá thông minh, hay nói đúng hơn là nó được buff cả khả năng nhìn xuyên tường để tăng độ khó cho người chơi. Độ khó này hoàn toàn không dành cho một đứa chơi game thì ngáo lại còn motion sickness nặng như tôi. Xin miễn bình luận vấn đề này vì biết đâu tôi thấy khó nhưng thiên hạ lại thấy thích thì sao nhỉ? Cuối cùng,
giá tiền 260 cành của trò chơi là quá mắc cho một chương chỉ dài tầm 30 phút. Nếu chỉ tính phần cốt truyện, nhà phát hành có vẻ hơi tham lam khi treo cái giá này, trong khi trải nghiệm mà trò chơi mang lại còn chẳng thể sánh bằng phần đầu tiên ra mắt cách đây vài năm. Có vẻ như việc chuyển giao đơn vị sản xuất từ Sonori sang Root & Studio đã đi vào lòng đất khi quá nhiều game thủ tin rằng YD2 được tạo ra để ké fan bản gốc trong khi mọi thứ đều kém hơn. Một vấn đề khác ngoài chuyên môn nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của game là nó bị kẹp giữa hai ông lớn quá khủng mang tên Hogwarts Legacy và Ultimate Heart. Rõ ràng chỉ có dân mê kinh dị thứ thiệt mới chú ý đến YD2 trong những ngày này, và với trải nghiệm tệ hại bởi chất lượng sản phẩm thụt lùi như vậy, họ đánh giá game tiêu cực, tính ra vẫn còn nhân nào chán. Tôi không biết là liệu Root & Studio có lỗ sạch ngạch hay phá sản vì nước đi này hay không, nhưng nếu nhà sản xuất không nhanh chóng tối ưu lại game thì sớm hay muộn chương 2 và 3 sắp tới cũng sẽ không tránh khỏi cơn bão gạch đá từ cộng đồng. Còn các bạn, cá nhân các bạn cảm thấy YD2 The Flower The Tales Lies như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.